tìm hiểu thông tin rất kỹ, nhận hàng, kiểm tra hàng rồi mới chuyển khoản. Đã rất cẩn trọng trong việc đặt mua hàng online, nhưng chị Hương vẫn rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười khi một số lần hàng nhận về không giống như quảng cáo trên mạng. Có một vài lần thì cũng được phản hồi và gửi lại những sản phẩm như mình mong muốn. Còn một lần thì bên nhà cung cấp bơ luôn, không trả lời luôn ạ. Còn đây là đối tượng Đào Thị Trang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 8 năm 2021, đối tượng này đã lập ra các tài khoản thực phẩm đông lạnh xuất nhập khẩu, Thu Thảo, Thảo Đông Lạnh và thường xuyên đăng bán các loại thực phẩm đông lạnh với giá rất rẻ. Khi con mồi sập bẫy, Trang lặn mất tăm cùng hàng trăm triệu đồng tiền đặt cọc mua hàng của khách. Toàn bộ quá trình giao dịch mua bán giữa đối tượng Trang và các nạn nhân đều thực hiện qua mạng xã hội. Cả hai bên đều chưa hề quen biết nhau. Trong quá trình mà bán hàng cho anh Bình thì em có tải hình ảnh ở trên mạng của người khác về để cho anh Bình tin tưởng và biết là em có hàng để cho anh Bình mua hàng ở chỗ em. Hiện nay, việc mua bán qua các trang thương mại điện tử trên các trang mạng xã hội diễn ra khá phổ biến, nhất là trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, đây cũng là mảnh đất màu mỡ để tội phạm lợi dụng tổ chức các chiêu thức lừa đảo rất tinh vi. Rất là nhiều cái kiểu lừa đảo khác nhau. Cái thị trường mua bán thì nó cũng tấp nập sôi động, nhất là cái dịp gần Tết như thế này. Trăm người bán vạn người mua và rất khó để cái người bán hàng, người mua hàng ấy, họ tìm được một cái shop uy tín. Cơ quan chức năng đã đưa ra những cảnh báo về phương thức thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo lợi dụng để tạo được niềm tin từ phía khách hàng. Khi mà khách hàng mà chuyển tiền thì lại không nhận được hàng hóa, nó là cũng là một trong những cái thủ đoạn là bản chất mà nói là lừa đảo. Các đối tượng sử dụng những cái hình thức là những cái trang mà đó, những cái trang mua bán đó để thu hút người dân. Thu hút được những người mà người ta đang thì khi vào mình thì cần có những cái sản phẩm gì thì mình đăng ký. Đấy, đăng ký thì tuy nhiên rằng là bản chất là khi mà chúng ta đăng ký xong thì thông tin dữ liệu của chúng ta, tài khoản chúng ta rất dễ là bị đối tượng lừa lấy được các cái thông tin về tài khoản nào, và từ đó các đối tượng có thể là vào xâm nhập vào tài khoản của khách hàng và chiếm đoạt. Đấy là một trong những cái mà chúng ta nói cảnh giác, rất cảnh giác. Chúng ta nên là vào những cái trang mà chúng ta đã có những cái uy tín. Những cái trang uy tín thì chúng ta có những cái độ tin tưởng nó cao và chúng ta cũng phòng tránh được rất nhiều cái vấn đề bị lừa đảo.